tách edit hay là tách view, đúng không? Thì nó hiển thị có một một thành phần dữ liệu ạ. Cái này không cần adapter, đúng không ạ? Thì cái nào hiển thị nhiều dữ liệu thì mới cần adapter. Ví dụ như cái spinner, đúng không? Clip view, tất cả những cái gì liên quan đến view, đúng không ạ? Thì nó sẽ đó là hiển thị danh sách, thì nó sẽ bắt buộc phải có adapter. Không có adapter nó sẽ không hiển thị được nhiều, đúng không ạ? Thì ta có view nào, view group kế thừa view nào, adapter view nó kế thừa cho view group, đúng không ạ? Trong đây nó có cái object clip view và object spinner. Vậy ở đây ta nhìn thấy là ta có hai cái, đúng không, là clip view và cái spinner, đúng không ạ? Thì spinner thì trong cái clip view thì ta sẽ có clip view và grid view, và kế thừa clip view thì có expand clip view, tức là cái mà thu nhỏ, tức là expand với con pen ấy, buồn là gặp có dấu hay các bạn hay có thể được cộng á, mở ra và thay dấu thư đúng không, đúng không, lại dấu cộng nhá, thì cái đấy ta gọi là expand, đúng không, expand. Và clip view thì nó nằm trong cái object clip view luôn. Rồi có một cái spinner thì nó có spinner và gallery, đúng không, gallery. Thì những cái này đều là những cái hiển thị nhiều dữ liệu, đúng không ạ, nhiều dữ liệu. Đấy rồi à, các bạn xem tùy theo cái mong muốn phần thì là cái gì thì các bạn chọn cái view phù hợp. Hình ảnh có thể dùng như gallery, có thể dùng spinner, dùng lead view hay là dùng grid view tùy mình. Dù thưa các bạn dùng sản phẩm sẽ dùng grid view đúng không, hai cột hai bên đấy, đúng không ạ, hai hình hai bên này, nhưng mà sẽ dùng grid view và người ta không dùng lead view, được chưa? Ok, adapter cũng có cây adapter và adapter view, đúng không, adapter thì có spinner adapter, lead adapter, đúng không? Đấy, vậy cái này màu xanh người ta gọi là interface, à, base adapter kế thừa với ở trên, cái này gọi là object. Thì lần trước á thì anh array adapter, simple adapter, cái này là kế thừa anh base adapter. Lần trước mà ta sử dụng cho clip view thì ta dùng cái base adapter, nhớ không ạ, kế thừa cái base adapter là cái anh này. Nếu như các bạn để một cái string đơn giản thì các bạn dùng cái array adapter, cái string đơn giản. Simple adapter thì các bạn chưa được demo thì tí nữa tôi sẽ demo các bạn luôn cái này, nhưng mà cái demo này thì hơi khó hiểu một chút bởi vì các bạn phải dùng cái hash map, mà hash map nó tương tự như array list nhưng nó đều là collection, những cách lưu trữ của cái array list và cái hash map nó khác nhau, hiểu không? Và các cái giải thuật sắp xếp và tất cả những thứ lưu trữ bổ nhớ trong đấy nó khác nhau, nhưng nó đều là collection. Nếu chúng ta là người dùng cái array list hay dùng cái hash map thì chúng ta chỉ quan tâm nó dùng như thế nào thôi. Nhưng nếu các bạn mà đi sâu hơn nữa thì các bạn phải quan tâm xem cái nào nhanh hơn, cái nào xử lý nhanh hơn, cái nào tối ưu hóa bổ nhớ hơn, ví dụ như vậy. Hiểu không? Cái nào dùng để tìm kiếm nhanh hơn chẳng hạn. Tại vì nó là tập hợp, và đã tập hợp thì phải liên quan đến cái khái niệm gọi là tìm kiếm, đúng không? Đấy. Thì cái simple adapter các bạn sẽ sử dụng cái hash map. Đó. Rồi có object, cái này là cái gì? Cursor adapter thì các bạn chưa dùng bao giờ ha, resource cursor adapter. Rồi simple cursor adapter, cái này thì các bạn chưa dùng bao giờ. Yeah. Rồi. Thì bây giờ adapter nó chính là cầu nối, đúng không ạ, giữa cái data source, cái dữ liệu, đúng không ạ, cái dữ liệu. Và adapter view tức là cái view để hiển thị, và nó là cái cầu nối, cầu nối gọi là adapter, đúng không ạ. Data source có thể bất cứ cái gì, có thể là con trỏ, có thể là array list, có thể là một cái hash map, miễn là nó là collection, có thể là mạng array, đúng không ạ. Adapter view thì có thể là list view, grid view, spinner, vân vân. Ok. Cái này. Adapter là cầu nối giữa data source và các cái view.
data lift ấy. Cái tiêu năm đã gọt đúng không? Nó có cái data lift. Cái gọt đấy chắc là đã nghiên cứu tới chưa? Đấy, từ nghiên cứu môn đấy là môn từ học đúng không? Khi có tương tự như là cái data lift cũng là một cái thẻ mới của Barcelona. Rồi. À, nếu dữ liệu đơn giản thì ta dùng cái một số cái adapter có sẵn như là array adapter, simple adapter, simple cursor. Nhưng dữ liệu phức tạp, tức là muốn định dạng cái view nó phức tạp thì bắt buộc các bạn phải tự tạo, đúng không? Adapter thì ta gọi là custom adapter, đúng không? Đây, ví dụ như spinner. Spinner thì các bạn dùng array adapter là được rồi. Nếu mà muốn hiển thị đơn giản. Đấy. Nhưng mà muốn hiển thị phức tạp thì khác. Okay. Cái này thì hiển thị cái chuỗi bình thường thôi, stream cái mạng. Ok. Rồi, với cái simple adapter. Anh này hay lắm các bạn, tôi sẽ demo mặt với anh này. Đây là cái dữ liệu phức tạp của chúng ta bình thường đã dùng, nếu dùng list view á, mà dùng custom adapter các bạn phải tạo một cái layout, rồi các bạn phải viết adapter như anh simple adapter còn không được viết thì vẫn phải tạo layout. Ta phải tạo layout, dùng cái hash mark để còn lưu trữ cái dữ liệu. Đấy, anh này nó khá gì đã. Chưa? Đây. Đây, cái hash mark. Đầu tiên cái hash mark này các bạn biết các bạn lên như các bạn này. Quên hết rồi hả? Rồi. Rồi nghe nè, bây giờ nè, bây giờ tao trật từ mấy đứa ơi. Tôi lấy lớp 02 tôi demo với các bạn luôn. Các bạn lưu ý nè, các bạn đặt tên nha, không được đặt tên trùng với các tên các class. Cô để cái này là list view hay là add, tức là cái này là array adapter, mà có chữ activity sau ấy thì nó là không bị trùng. Nhiều bạn đặt thế này, array adapter,
thì nó sẽ bị trùng vào cái file của API của nó là Array Adapter, nó sẽ bị lỗi. Tức là khi tạo nó vẫn cho, nhưng khi dùng nó sẽ bị lỗi. Thế các bạn lưu ý chỗ này, nhiều bạn bị nhầm, cô đặt list view demo thì các bạn cứ đặt list view trùng với cái class list view của nó, API của nó lỗi ngay nhá. À, không được. Ok. Đấy, cái này cô để thêm chữ activity vô nó khác. Nó không có bị trùng. Nào, nghe hướng dẫn nào. Cái này là cô hướng dẫn là cái gốc, tức là cái cơ bản. Thì các bạn theo dõi nghe giảng, tức là có nhiều cái á các bạn làm được nhưng các bạn lại không hiểu. Các bạn có thể gõ code ra cho nó chạy nhưng các bạn lại không hiểu. Hiểu không ạ? Thì các bạn phải hiểu cái gốc của nó, cho nên là khi cô giảng các bạn trật tự các bạn nghe, nghe để hiểu nhá. Thì bây giờ cô hướng dẫn các bạn là dùng cái array adapter. Thì array adapter các bạn đổ vào rất là nhiều chỗ, ví dụ như là spinner, ví dụ như là list view. Đơn giản, list view chỉ có cái chuỗi không thôi. Thì cô sẽ làm các bạn một cái là spinner và một cái là list view. Đây các bạn để cái này là linear layout cho cô. Nhớ để cái orientation vertical. Các bạn kéo một cái spinner vào đây. Cái này là để match parent, wrap content, để ID là spinner demo chẳng hạn. Các bạn thêm một cái list view ở dưới này. List view match parent, cái này các bạn để match parent luôn. Để cái ID list view demo. Đây các bạn, sau này các bạn sẽ thấy là cái giao diện nó sẽ là như thế này. Trên này là một cái spinner, ở dưới này một cái list view. Được chưa? Đấy, nó xấu xấu thì cũng được, có demo cái code thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ là nhiệm vụ các bạn sẽ là đổ dữ liệu vào đây. Được chưa? Ví dụ cô tạo một cái mảng hoặc là một cái array. Tóm lại là các bạn phải có một cái danh sách, cái này được gọi là data source. Đúng không ạ? Cái này người ta gọi là data source. Nguồn dữ liệu. Hay là cái này gọi là data dữ liệu. Hay là danh sách dữ liệu. Các bạn có thể dùng string hoặc các bạn dùng array list đều được hết. Các bạn đối số đưa vào, cái này được gọi là generic. Cái string mà để trong cái dấu mốc nhọn đây nè thì nó gọi là generic. Hiểu không ạ? Generic là gì? À, tôi sẽ giải thích cái chỗ này nha. Cái này là trong Java, cụ thể là Java 2. Thế các bạn nhìn nào, nếu array list cô không để gì cả, cô để như này nè nhá, cô để như này và cô gõ là danh sách gắn bằng new array list đó, thì trong cái danh sách này các bạn có thể add bất cứ cái gì. Danh sách chấm add, à có thể add một cái số, nó cũng chịu. Các bạn add một chuỗi nó cũng chịu. Cái này hay nha. Các bạn nghe là cái này không phải là các bạn khi nào cũng nhớ đâu. Lâu lâu tôi dài tôi phải nhắc lại, đá lại xíu các bạn hiểu. Hello, nó hiểu. Được chưa? Cho hết đúng không? Tức là cái array list là gì? Nó là tập hợp. Đúng không ạ? Nó là collection, tập hợp. Mà tập hợp thì sao? Nó khác về mảng. Trong mảng ấy, ví dụ mảng số nguyên thì các bạn chỉ được nhập số, mảng chuỗi các bạn chỉ được nhập chuỗi. Nhưng collection khác, collection mà không chỉ định ra kiểu gì cả thì nó cho nhập đủ thứ luôn. Nó là một tập hợp. Giống như các bạn trong một cái cửa hàng, một cái collection fashion nào đó thì nó có cái giày dép quần áo. Nhưng cái fashion đấy chỉ bán quần áo thì vào đấy không thể có giày dép, ví dụ như vậy. Hiểu không ạ? Nhưng nếu như cô để cái này được gọi là generic, cô để cái này là string nha, cô để cái này là string thì ở đây cô nhập số nó báo lỗi ngay, thấy không ạ?
nó sẽ giới hạn cái dữ liệu các bạn đưa vào cái collection đó. Thì cái khái niệm này được gọi là khái niệm generic. Có thể search, các bạn có thể search cái từ khóa là generic ở trong Java, hiểu không ạ? Đó, tại sao mà cứ gõ các bạn phải đưa cái string vào, gõ các bạn phải đưa vào cái lớp học hay là đưa vào cái sinh viên vào cái chỗ này là vì vậy. Đấy là khái niệm generic, được chưa ạ? Nếu không, sau này các bạn mà không đưa vào, các bạn mà lấy dữ liệu, các bạn bắt buộc phải ép kiểu. Còn cái này là đưa chắc chắn là nó kiểu string rồi thì không cần ép nữa. Hiểu chưa? À, ok, bây giờ giả sử tôi add dữ liệu vào anh này, nó cam quýt mít dừa gì đó, đúng không? Cái này chắc chắn phải chuỗi, cái khác là không được. Đó, tôi để 3 dữ liệu quýt mít gì đó. Đó, rồi cái này là tôi nhập dữ liệu vào. Bây giờ nhìn nào, trước tiên là cô sẽ đổ dữ liệu lên spinner. Spinner trước nha. Dữ liệu này dữ liệu đơn giản các bạn ạ. Thế chỉ có chuỗi thôi, cho nên các bạn chỉ cần dùng cái array adapter là đủ, đúng không? Bây giờ trước tiên là tôi phải khai báo cái list view đã, à cái spinner đã, đúng không? Đây, khai báo anh này đã, spinner, spinner, đúng không? Các bạn phải tham chiếu nó, đúng không? À, để cách tham chiếu là tôi chỉ các bạn nè, các bạn tạo một cái hàm, ta gọi là một cái method. Method này được gọi là method khởi tạo. Tất cả những gì khởi tạo các bạn ném vào đây. Private void init. Initialize là nó là viết tắt của từ, init là viết tắt của từ đấy, tức là khởi tạo. Hiểu không ạ? Khởi tạo. Ta có là spinner sẽ gán bằng file view by đi r.id.spinnerdemo. Đương nhiên phải gọi cái hàm để trên này các bạn nhé. À, cái hàm init các bạn phải được gọi đây. Đây là lời gọi hàm. Phải gọi cái hàm để đây, nếu không gọi đấy thì sao ạ? Nó không chạy cái lệnh này, không chạy cái hàm này thôi. Rồi, bây giờ tiếp nào. Thậm chí dữ liệu các bạn muốn để vô cũng được nữa. Các bạn có thể cắt, các bạn để vào đấy. Những cái gì liên quan đến khởi tạo các bạn cứ để trong này. Nó rất là gọn, đúng không ạ? Nó gọn. Thì cái hàm nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là dùng để phân các cái module ra, đúng không? Chia các module ra để còn dễ quản lý, dễ debug lỗi, dễ maintenance. Cái ý nghĩa của hai, thứ hai của hàm đó là chúng ta có thể tái sử dụng lại được các bạn nhé. Đó, cái hay nhất của hàm đó là tính tái sử dụng ha các bạn. Rồi tiếp này các bạn. Rồi bây giờ nè, bây giờ cô tạo một cái adapter các bạn. Bây giờ ta chỉ cần dùng cái array adapter là đủ. Đấy, các bạn muốn đưa gì vào cũng được. Cái này nó cũng có generic mà các bạn không đưa cũng không sao. Adapter. Ok. Các bạn cũng khởi tạo adapter hoặc các bạn gửi ngoài. Nếu các bạn cảm thấy nó code nó hơi dài dòng, adapter sẽ gán bằng new array adapter. Các bạn đưa vào là cái đối số đầu tiên của nó là context. Context thì ở đây ta có là array adapter.dict. Array adapter activity chấm dict. Phải. Đối số thứ hai là cái kiểu hiển thị của nó, Android chấm r chấm layout chấm. Ta dùng cái simple spinner item hoặc là simple drop down item cũng được. Drop down đâu nào? Drop down đâu nhỉ? Thấy chưa, drop down? Simple spinner drop down item nè, cũng được. Ok. Và đối số thứ ba nó chính là cái danh sách dữ liệu á. Đấy, ok. Được chưa? Sau đấy cái danh sách cái gì ạ? Cái spinner chấm mới là set adapter. Đưa adapter vào. Ok chưa? Rồi. Để chạy anh này thì đương nhiên các bạn phải sửa trong cái manifest. Đưa nó vào array adapter, đúng không? Cho anh này chạy trước. Ok, run chạy thử nhá, xem mình đưa vào chưa.
Đấy. Các bạn chơi một xíu. Thấy cam quýt mới dừa chưa? Ok chưa? Đấy là cái kiểu hiển thị của nó là simple. Spinner drop down. Còn cái list kia kia nó hiển thị là một kiểu khác, nó là cách hiển thị thôi. Hiểu không ạ? Rồi, tiếp nha. Thì đây là các bạn đổ dữ liệu, cái dữ liệu này các bạn đổ lên cái spinner. Bây giờ các bạn muốn đổ lên cái list view thì tương tự các bạn, nó cũng có khác một cái gì hết trơn. Các bạn đổ nó lên nào. Các bạn khởi tạo cái list view. Rồi các bạn tham chiếu, các bạn chỉ cần đưa xuống đây thôi. Cái code nó rất là gọn đúng không ạ? Đấy, các bạn để cái list view gắn bằng cái này là list view demo. Rồi, bây giờ các bạn adapter nè. Adapter này nó khác một chút nè. Là do cái cách hiển thị này thôi. Còn lại là giống hết các bạn. Bây giờ các bạn có thể là adapter list view. Các bạn chỉ cần copy thôi các bạn. Nó giống nhau. À, nó chỉ khác nhau cái là cái hiển thị này nè. Thì ta cũng là simple list ai tập. Thấy chưa? Ok, y chóc luôn. Còn cái này thay vì cái này ta để là gì đấy ạ? List view. Còn anh này là adapter dành cho list view là xong. Đúng không ạ? Chạy lại nhá. Đấy, các bạn thấy nó dễ vô cùng luôn. Nếu như là simple. Thực ra là cái, nói chung là cái cơ chế làm việc của nó tương tự nhau nhá các bạn. Các bạn làm được cái thì cái kia tương tự. Thấy chưa? Cam quýt mít dừa thấy không ạ? Cái này là spinner, còn cái này là list view. Được chưa? Rồi. Thì cái này được gọi là array adapter. Nó áp dụng cho những cái dữ liệu rất đơn giản. Chuỗi thì bình thường thôi. Ok. Nếu cái này không phải là chuỗi mà cái này là một cái gì ạ? À, một cái object, chính xác. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại nha, từng bước để các bạn tạo nha. Các bạn sẽ không cái dùng cái array nữa mà tôi new một cái activity. Cô đặt tên là custom hay là cô đặt luôn cái lớp học đi ha. Lớp học đi ha. Sinh viên để có cái avatar. Đây, sinh viên activity. Rồi. Bây giờ cô mô tả từ dữ liệu mô tả đi này các bạn. Cô các bạn nhìn nha, ta so sánh hai bên nè. Dữ liệu bây giờ cũng là data source nha, các bạn nhìn nè. À, cũng là data source. Nhưng ở đây không phải là chuỗi mà là một cái object. Bây giờ các bạn có thể tạo cái object trong này hoặc tạo object ở ngoài đều được nhá. Bây giờ nha, này nhân. Nếu các bạn tạo object ở đây cũng được. À, cô để là class thôi các bạn nhá. Rồi. Nếu như cái này mà tôi nhắc đến khái niệm Java nữa là nhiều ạ. Học OP đúng không? Hôm qua học thế nào, hôm kia học thế nào? Cô học không? Xong đi. Ủa sao lại phỏng vấn tiếp? À, thế hôm qua ai đi học? Không, bữa trước tôi hỏi thầy rồi. Thứ hai, ai đi học? Đi học, học cái gì? Học kế thừa. Cái gì nữa? Ghi đĩa, override. Overload. Nạp chồng. Overloading, còn gì nữa? Bữa tôi nói rồi. Thế bảo là không đến mớm mớm thì để xem trình độ mới được từ đâu. Abstraction. Polymorphism. Không phải đóng gói. Đóng gói là encapsulation. Polymorphism là đa hình. Rồi ok không? Nó nhiều lắm các bạn. Bây giờ nè, tôi nói đến một khái niệm nữa nè. Nhìn nè. Khái niệm nữa nè. Bây giờ các bạn nhìn thấy là cô tạo hai class nó độc lập rời nhau nè các bạn nè. Nếu tôi tạo cái này là khác nè, nhìn nhá. Nếu tôi tạo cái này nè,
Tôi để cái public class ABC. Cái này là ok. Là khác ạ. Là cái class này nó là con của class này, ta gọi là subclass. Nhưng nếu tôi để class ở ngoài đây, tôi để cái public là nó lỗi. FG. Nó lỗi ngay. Tại sao? Trong một file không thể có hai cái public. Một public thôi. Hiểu không? Đấy. Cho nên tôi bỏ cái ông này là nó hết lỗi nè. Được chưa? Đấy, trong một file Java nó chỉ có một cái public thôi. Và hai cái class này các bạn nhìn nè, là hai class độc lập. Nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau cái tiền tố đằng trước này nè. Cái này được gọi thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là cái gì ạ? Access modifier. Access modifier này có bao nhiêu loại? Rồi bây giờ tôi sẽ để vô pen. À, tôi lại phải vẽ. Bữa một bạn sinh viên một cô thì vẽ xấu mà cô cứ hay vẽ. Rồi bây giờ không vẽ không được nào. Ai nhìn nào. Cái này nó gọi là cái access truy xuất mô bộ truy xuất modifier. Nó gồm những cái gì các bạn? Đố các bạn nhớ được. Public. Đó gì nữa? Static là sai. Đúng rồi. Nó là public. Protected. Default. Và private. Private. Rồi bây giờ nè, public là public, protected là protected, default là gì? Mặc định là sao? Không có gì. Như thế này được gọi là mặc định nè. Có bạn tôi hỏi là bây giờ tôi không viết gì thì có nghĩa là gì? Các bạn bảo là public, sai. Không có gì, có nghĩa là cái kiểu default. Là mặc định, được chưa? Tức là không viết gì cả thì nó default và private. Vậy thì cái phạm vi truy xuất nó thế nào? Nhìn nào. Nếu mà xét phạm vi truy xuất tôi phải vẽ như này các bạn nè. Cái này giả sử tôi có hai cái packet. Packet 1, packet 2. Được chưa? Nhìn nha, khác nhau nha. Đây vì tôi có cái này là packet 1. Ở đây là packet 2. Có biết packet 1, packet 2 là gì không? Nó là thư 1. Đây là packet nè. Click chuột phải, new một cái này là packet nè. Cô hay đặt á là slide 1. Slide 2, slide 3, cái này được gọi là packet nha các bạn. Thì trong cái cây thư mục nó chính là tạo ra một thư mục mới, được chưa? Rồi nhìn nè, tiếp nè. Nhìn nè. Giả sử như tôi có packet 1 và packet 2. Tôi có một cái class A. Nhìn nè, nhìn. Tôi có một cái class A đây, Ctrl Z, Z đi. Đây. Class đây. Class A. Cái này. Được chưa? Ở đây tôi có một cái class B. Ở đây tôi có một cái class C. Ở đây tôi có class D. Ở đây tôi cũng có một class E. Nếu nhìn nha. Nếu tôi mà set ở trên cái code của tôi nó sẽ là như này nè. Đây là packet 1, tôi đổi tên đi ha. Cho các bạn cho giống nè, rename nè. Đây là packet 1. Cái này tôi để cái packet 2. Được chưa? Rồi tiếp nè. Ở đây tôi có class A.
Được chưa? Ok. Ở đây tôi có class B. Ở đây tôi có class C. Chú ý nha, không phải khi nào tôi cũng dạy cái này đâu nha, tại vì nó mất thời gian lắm. Package 2, tôi để class D và class E. D. Cái này tôi để class E, A, B, C, D, E, F, G, H, D, E, đúng không? Được chưa? Nếu đây là mô tả về, đây là cái mô hình. Còn đây là cái gì ạ? Code. Được chưa? Rồi nhìn nào. Class B chung với class cùng package class A nhưng mà bình thường. Nhưng class C á các bạn, nơi lại là kế thừa. Kế thừa là mũi tên như này nè. Và mũi tên ngược á các bạn, được gọi là kế thừa các bạn. Mũi tên nó ngược như này là kế thừa nè. C kế thừa A. Thì ở, nếu như ở trong Java viết code nó sẽ nào? C extend. Đúng rồi. À, đồng ý chưa? Cùng package. Được chưa? Rồi tiếp nào. Giờ D thì không kế thừa nhưng E tôi cho kế thừa. À, vậy khác package nhưng lại được phép kế thừa các bạn nhá. À, nó khác nhau à. Đấy, kế thừa cái mũi tên ngược nào. Rồi bây giờ nè. Đây, E kế thừa đúng không? Bây giờ E kế thừa A. Extend A. À, ok. Khác package cho nên nó phải import này các bạn thấy không? Tại vì khác package xong. Bây giờ tiếp nè. Bây giờ giả sử như tôi có 3 cái biến, 4 cái biến, 4 cái biến. Tôi cho 4 cái này. Được chưa? Rồi. Public. À, đây. Đấy, cái này nó mới vui nè. Chưa? Bạn nào không vui thì chịu khó nha. Ừ. Rồi, public string. Variable 1 V1. Protected integer variable 2. Default không để gì cả. Đúng không? Là không để gì cả đó. Cái này là kiểu float V3. Và một cái nữa là private, kiểu là boolean. Tôi thích double được không? Thì V4. Ngang ngược vậy đó. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi có 4 biến nè. Bây giờ đố các bạn nè. Đây là cái 4 biến này, tôi nằm ở trong cái 4 biến này là nó thuộc class A. Được chưa? Vậy biến thứ nhất V1, những class nào có quyền truy xuất? B, C, D, E. Những class nào có quyền truy xuất? À, vậy thì ta sẽ có là, với biến V1 thì có những ai truy xuất ạ? À, B được phép nè. À, A được phép luôn chứ đúng không? Ừ. Rồi B được truy phép truy xuất nè. C được phép. D được phép và E được phép. Rồi bây giờ cái biến V2 thì sao? Biến ai truy xuất? A. B. C với gì nữa? E. DE thì nó khác gì cái public? Vì sao E được mà D không được? Con của nó được phép, đúng không? Rồi, V3 thì ai được phép truy xuất? A. B. Tiếp. C được không? B không phải con mà được thì đương nhiên C phải được. Tại vì C con thì đương nhiên phải quyền co to hơn chứ đúng không? A, C. Rồi, con không? E, con mà. Không được luôn. Nếu mà E được thì nó khác gì? Con nhưng khác gói, không được luôn. Giống như con bà khác ấy. Giống như hai vợ, ông này không hai vợ. Ừ, con riêng. Cũng là con của nhà khác.
Còn hiểu không, hiểu không? Con nhưng mà ở package khác cũng không được, con riêng cũng được. Rồi, V4. Chắc chưa? À, mỗi cái A. Lâu lâu giả vờ hù cái. Đúng không? Vậy bây giờ nè, đã hiểu thế nào chưa? Thế nào là bốn cái này chưa? Các bạn phải đặt vào bối cảnh là hai cái package khác nhau thì nó mới thể hiện được. Các bạn để chung package thì không nói được cái gì. Hiểu không ạ? Vậy là chúng ta phải đặt hai package. Vậy các bạn xem nè, demo code nè. À, tôi có 3 biến, 4 biến. Public string giống như V1. Đó, cái này là protected. Integer V2. À, cái này là float V3. Cái này là kiểu default, đúng không? Đấy, cái này là kiểu default nha. Và private, cái gì ạ? À, double V4. Rồi bây giờ ta xem nè. Đấy nha. B, được suy xuất cái gì? Public static void main. Đấy. Public, có nhớ cái public static void main này không? Bà Đào bây giờ lâu lắm không lưu netbin đúng không? Đấy. Bây giờ tôi một truy xuất nè. À, obj1, obj gắn bằng new. À, đồng ý chưa? Bây giờ nè, obj chấm gì ạ? Truy xuất nè. V1 thấy, đúng không? Obj V2 thấy không? V2 thấy. À, obj V3 thấy không? Thấy. À, V4 không thấy. Vì cái này kiểu gì ạ? Kiểu string đúng không? String A gắn bằng. Kiểu vậy là nó hết à? Hiểu không? Đấy, cái này kiểu gì? Kiểu in hả? Inter B gắn bằng. Được chưa? Cái này là B3 là float. C gắn bằng. Được đúng không? Được. Ok chưa? Vậy anh này nè, anh sẽ thấy 3 cái. Vậy là anh này, B là thấy 3 cái, đồng ý chưa? A thì đương nhiên thấy hết là đồng ý rồi. Bây giờ C có đúng thấy 3 cái không? C nè, bây giờ ta qua C. Để ta copy nha, khỏi gõ mất thời gian nè. C. C là con. Con kế thừa. Ồ, tôi nhầm chỗ này. Đóng nó lại đây. Có đúng C thấy 3 cái không? Chỉ có private là C không thể thấy được. Giống như kiểu ông này, ông có bí mật gì mà ông sống để bùng chết mang theo, ông không cho ai biết, đúng không? Được chưa? Rồi bây giờ nè, ta xem nè, D thì thấy cái gì? D thấy có một cái đầu à? Cái protect, cái public thôi. Đúng không? Rồi bây giờ ta xem D nè. À, ok. V2, V3 lỗi ngay, thấy không? Lỗi ngay. Xóa. Đó, nó thấy có một cái đầu. Rồi anh E thì nó thấy hai cái, bởi vì anh dù sao cũng là con đúng không? À, anh hiểu được cái gì protected anh cũng thấy, mà public đương nhiên cũng thấy. À, bây giờ cái E kế thừa mà. À, ông extend ông hay lắm. Ô, khoan. E extend. À. Nó phải thấy cái V2 chứ. Rồi. Có gì đó nhầm lẫn đây. Khoan. Cái này là kế thừa A. D. Sao ta? Không. Nó là extend mà. Đáng lẽ nó phải thấy cả hai chứ nhỉ? Anh ba thì cứ đương nhiên không thấy rồi. Cái gì? Không gì? Default nào? Không có. Default đâu thấy? Không bị sao? Có thể mình bị sao đấy. Cái default? Đâu có. Cái default là cái V3. Nó không thấy.
V3 là để đi phố mà nó có thấy đâu. V3 nó có thấy đâu. OBG. À cái thằng này ác nhỉ. Chấm. Đang lấy protected nó vẫn thấy chứ ta. Rồi cái này con nhầm lẫn gì rồi. Ok vậy thì các bạn phải lưu ý chỗ này. Có thể là nó có do cái version. Có thể á à, cái gì default nó còn nhỏ hơn cả protected luôn á. Trong Java nè. Đây. Đây 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 từ. Access modifier ta coi lại check lại kiến thức thôi. Đây là phạm vi truy xuất á. Thành phần hạn chế truy cập từ bên ngoài. Đây. Bên trong lớp thì đương nhiên. Bên trong package nè, protected có nè các bạn. Bên ngoài có nè. Đây này, bên ngoài package và lớp có nè. Có nè. Không, à, có thể là nó có thay đổi gì đấy về cái API của version hoặc là sao để cô check lại chỗ này. Chứ bản chất là nó protected là được. Protected là được. Lớp con được nè. Không con thì đương nhiên không được. Nhưng cái này là con được. Không, từ. Bây giờ nha. Ác nhân nhỉ. Biến kỳ ta à new kỳ ta public void thôi. Ok obc chấm không thấy mấy đứa hả. Class gì? Class A sao? Protected V2 nè. V2 nè. Gì nữa? Các bạn muốn gì? Interior B gắn bằng OBG. Nó không nhìn thấy. Bực. Sai sao được? Code demo này nó sai chỗ nào? Có thể là cho cái API của thằng GDK á. Nhưng mà để tôi coi. Ơi khoan. Ơi bữa sau về test lại ở trên cái tên cái NetBeans đi. Hả? Thì bởi tôi nói mới coi con cái này tôi đang demo trên Android. Xem lại cái version của nó nha. Thôi bây giờ thôi được rồi, chúng ta chốt lại đây. Tóm lại là cô vừa giảng lại cho các bạn cái này. Cái này được gọi là Access Modifier. Cái kiến thức này nói thật với các bạn nó cực kỳ quan trọng đấy. Không phải giỡn nha. Ok. Rồi. À bây giờ tôi xóa đi nha. Để mua cho vui thôi. Xóa. Nó gây rác các bạn. Xóa. Delete nha. Rồi. Tóm lại là nói thế này. Vẽ cái mô hình này ra là các bạn sẽ hiểu ha. Rồi. Đây, cô tạo cái này, cô tạo là lớp học đi. Thì lưu ý nè. Nếu các bạn muốn truy xuất cái lớp học này mọi lúc mọi nơi thì tốt nhất là để ngoài. Cái này tôi để một cái à, sinh viên chẳng hạn. Tôi để ngoài. Để đây các bạn để cái lớp default là nó sẽ bị hạn chế nha. Cái chỗ này tôi sẽ để cái module tôi để là public luôn, sinh viên. Đó. Thay vì tôi để cái sinh viên vào đây nó vẫn bị hạn chế đúng không? Bởi vì cái access modifier thì tôi không để đây nữa mà tôi để cái sinh viên ở ngoài. À, vậy thì tôi sẽ tạo một cái sinh viên ở đây. Cái dữ liệu của ta đúng không? Vậy tôi sẽ cho cái dữ liệu của ta gồm cái gì nè? Gồm một là private là string integer ID. Private string name private kiểu integer image avatar
Xong, ba trường thôi. Nào nào, nghe 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 nghe. Ba trường dữ liệu thôi. ID, tên và avatar. Tạo getter setter. Bạn nào hôm qua học getter setter thì biết nó để làm gì. Constructor. Nói về constructor phải nói về một cái bài rất là dài. Cho nên là không nói nha. Bữa nào rảnh nói. Rồi. Generate. Constructor, nói chung là dài lắm các bạn, ok. Đây là constructor không đổi số, không nội dung. Constructor này được gọi là constructor ngầm định. Nếu không có gì cả thì nó đương nhiên sẽ có constructor này. Nhưng một khi tôi đã khai báo một cái constructor bất kỳ nào đó thì lập tức constructor ngầm định bị mất đi. Muốn dùng nó phải khai báo tường minh ra. Hiểu không? Đó, đúng rồi. Nếu muốn dùng nó thì phải khai báo tường minh ra. Được chưa? Rồi tôi có thể, nghe nè, trật tự. Tôi có thể thêm một con constructor nữa. Có hai đối số thôi. Tại sao tôi thêm hai đối số? Bởi vì cái ID của cô á, cô để generate, cô để auto increment, mà để từ tăng. Từ tăng thì khi tòa tàu tôi không cần nó, không cần nó thì tôi bỏ luôn cái ID để đi. Hiểu không? Vậy các bạn nhìn nào nghe. Ở đây là tôi có tàu 3 constructor. Một cái không đổi số, một cái hai đổi số và một cái 3 đổi số. Dùng cái nào là tùy vào tình huống của mình dùng. Tính chất này gọi là tính chất gì? Hiển. Tôi có 3 constructor thấy không? Nó cùng tên này không? Nhìn lên bảng kia. Thì tính chất này được gọi là tính chất. Đúng rồi, tiếng Anh gọi là gì? Overloading. Overloading chứ nạp chồng nhá. Ok. Các bạn sau này người ta hỏi cái thuật ngữ. Hiểu không? Tiếng Anh overriding ghi đề, nghe ghi đề nó thô không? Đề nó kỳ. Đúng không? Override nó khác, đúng không ạ? Đó. Overloading, override là ghi đề, cái kế thừa nha, kế thừa mới có override. Ok. Rồi getter setter sinh ra nè. Getter setter bôi, ok. Đó, quá dễ, được chưa? Rồi tại sao cái này phải để trật tự nè? Tại sao cái này phải để private? À, ẩn dữ liệu đi. Cái này gọi là tính bảo mật dữ liệu trong cái lập trình hưởng đối tượng. Bởi vì như này các bạn nè, nếu các bạn để public thì bất kỳ class nào cũng truy xuất được, và nó truy xuất trực tiếp vào dữ liệu. Nhưng nếu tôi để private và tôi truy xuất thông qua 4 các cái phương thức này, thì phương thức thì sao ạ? Các bạn có thể gõ code, có thể giới hạn trong này. Ha, tôi muốn ID kiểu in, các bạn nhập kiểu khác, các bạn lập tức gì đấy ạ? Thông báo lỗi ngay, ví dụ như vậy. Hiểu không? Tôi xử lý, ví dụ tôi muốn ID nó năm, hoặc là tôi muốn họ tên là định dạng bắt lỗi như nào thì phải nhập đúng định dạng tôi mới cho insert vào. Gán insert đâu? Set là gán. Tôi có thể để điều kiện if nếu gì đó thì tôi mới cho gán. Hiểu không? Nếu không thì tôi sẽ else, thì tôi sẽ gì ạ? Tôi không cho gán thôi. Hoặc là tôi dừng đấy, tôi không gán nữa. Không gán nữa thì nó rỗng, nó nún. Hiểu không? Đó, if điều kiện gì đây? Hiểu không ạ? Tôi có thể viết điều kiện trong này, tôi có thể xử lý trong này. Các bạn có thể hạn chế được dữ liệu. Hoặc là nếu như dữ liệu mà chỉ đọc thôi thì nó chỉ có hàm get mà không có hàm set. Read only á, chỉ đọc thôi, chỉ có hàm get, không có hàm set, chịu chết, không thể nào gán được. Hiểu không? Đó, vậy thôi. Đó. Ôi, nhiều lý thuyết lắm. Rồi, ok. Vậy xong cái này chưa? Xong cái này nha. Rồi, tiếp nè. Bây giờ dữ liệu này tôi nhập dữ liệu mẫu. À, tôi viết cái hàm init. Đúng không? Private void init. Tôi nhập cái dữ liệu danh sách chấm add. À, new sinh viên. Tôi truyền dữ liệu vào. À, ví dụ ID tôi để 1, họ tên là ví dụ như là Tiến Tùng.
Rồi, à, cái này cô để cái hình. Hình, rồi hình gì kia vậy? Hình, đấy, r.ro.c1. Đó. Đấy, đây là mấy cái bộ bài nhớ không? Đây. Đấy, hai, ID 2. Cái này là Rickit, như vậy. Cái này là C2. Đó, ví dụ như vậy. Thì đây là dữ liệu đúng không? Rồi bây giờ nè. Đổ dữ liệu ra. Không thể nào dùng ArrayList để đổ cái dữ liệu này ra được. Không dùng, cũng không thể dùng cái Array Adapter để đổ cái dữ liệu này vào list view được. Hiểu không ạ? Ok. À, bây giờ ta có hai cách để đổ nhá. Một cách là dùng cái Custom Adapter mà cô đã dạy lần trước. Đó, một cách là dùng cái Simple Adapter vẫn đáp ứng được. Thì bây giờ cô sẽ demo cái Simple Adapter. Đồng ý không? Đây. Cô sẽ demo các bạn cái Simple Adapter này. Cái này tương đối hay. Thì đầu tiên các bạn vẫn phải tạo một cái giao diện. Nhá, vẫn phải tạo một cái giao diện nhé các bạn. Đâu rồi? Đây. Đây, các bạn vào cái layout. Các bạn tạo một cái item, sinh viên item nhé. Layout resource file. Sinh viên item. Ok. Ở đây các bạn tạo cho có một cái hình. À, cái này các bạn để linear layout. Khoan. Các bạn để cái relative dễ hơn. Bỏ anh này đi nhá. Rồi, các bạn để một cái image view. Wrap content. Không, để nhiêu nhỉ? Để 150 dp hay là để 150 dp? Trật tự mấy đứa ơi. ID image view avatar. Trật tự mấy đứa ơi, nói chuyện nữa là tôi không có giảng nữa đâu. Tắt game. Keep silent. Cái này các bạn tạm thời chưa để hình cũng được. Được chưa? Rồi, align parent. Top to. Align parent. Left to. Đấy, các bạn để cái này là cái padding cho cô. Cái padding là 8 dp. Lúc này nó rần rần như cái chợ vậy ta. Rồi, các bạn thêm cho cô cái một cái text view. Text view các bạn để là width là wrap content hay là 48 dp. À, cái này là margin right ha, margin right các bạn để cho nó là margin right để 8 dp. Còn cái này các bạn để là trật tự mấy đứa ơi. Tag tên, hình tên, cái ID trước, ID. Align parent. Mấy đứa này cứ rần rần như cái chờ là tôi không có demo nữa nha. To write up. ID là image view avatar. Rồi, ra anh này chưa? Trời, cái ID có chút xíu à. Rồi, copy anh này nha các bạn. Anh này các bạn để ID là text view ID. Được chưa? Anh này cô để là try off ông này. Anh này các bạn là để là below. ID là text view ID.
Đấy. Ok. Ra chưa? Đấy vậy thôi. Hình hai cái text view. Các bạn để cái margin top ông này nữa, để khoảng 8 dp nữa là ok. Margin top 8 dp hoặc là để 4 dp là vừa, nó đẩy xuống thấy ghê, 4 dp thôi. Khiếp thầy, thầy nói dữ dằn luôn. Ok chưa, vừa đẹp luôn đúng không? Rồi bây giờ nè, cô đổ dữ liệu vào cái này, cô để cái id của nó là text view tên đúng không? Cái này text view id, text view tên có 3 tên rồi. Bây giờ nè, cái này mới là hay nè. Đây chưa, bây giờ tao dùng cái hash map. Tôi sẽ tạo một cái hash map, một cái danh sách. Trong danh sách này mỗi phần tử nó là một cái hash map. Các bạn nghe nha, nghe nào. Tôi sẽ mô tả dữ liệu ra đây. Đấy nha. Mỗi cái ô, mỗi cái item nè, cô sẽ tạo một cái item của nó nè. Cái này là một cái item. Trong một cái item này nó, tôi sẽ có là một cái collection. Trong đó nó sẽ có như thế này, một cái map. Trong đó cái này nó sẽ có cái key. Nó chứa hmap, nó sẽ key và cái value. Đúng không ạ? Key của nó là chuỗi, value của nó là một cái object. Hiểu không ạ? Key của nó là một object. Đây. Thì bây giờ tôi trong cái hash map này, thì ví dụ như tại sao nó để object? Bởi vì nó không xác định được kiểu. Thì để object, nếu tôi biết là string thì được, tôi để string. Nếu tôi xác định in, tôi để in. Bây giờ của tôi là có thể là in, có thể string, có thể lấy là một cái hình. Tôi để chung cái đối tượng là object. Hiểu không ạ? Đây. Vậy khi tôi tạo một cái hash map như này, danh sách hash map, đúng không ạ? Đây, hash map. Ok. Thì tôi sẽ tạo cái đối tượng của tôi vào đây. Tôi sẽ put cái này vào hash map. Đúng không? Thì ví dụ tôi có một object như này. Một cái object như này. Tôi sẽ có cái này là tôi sẽ có là ID. Ví dụ như là 1. Đúng không? ID là 1. Như nào. Tôi xây dữ liệu là đang xây tên. Ví dụ như là Tiến Tùng. Và cái hình á, avatar sẽ là gì ạ? Ví dụ như r.ro. gì đó. Thì tôi dùng cái item. Item này tôi nhét vào cái hash map. Và cái hash map này tôi sẽ đẩy vào list. Tôi được một item. Tôi lấy cả cái item này. Tôi lấy cả cái item này. Tôi nhét vào danh sách một cái list. Là tôi được một item. Hiểu không? Item thứ hai tôi lại tiếp tục, tôi lại add cả nhóm này vào cái list. Hiểu không? Vậy thì tôi phải xây từng item một. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm từng item một nào. Ok. Vậy dữ liệu kiểu này bây giờ không tổ chức được nữa. Bây giờ tôi tổ chức một kiểu dữ liệu mới là như nào. Tôi sẽ có một cái danh sách hoặc array list luôn nha. Ở trong sách ghi là list, nhưng tôi để array list luôn không sao hết. Trong đấy nó không phải chứa sinh viên, mà là nó chứa một cái hash map. Cái này sẽ là một cái hash map. Key đầu tiên của tôi sẽ là cái string. Value của tôi một cái đối tượng bất kỳ nào đấy, object. Đây. Đây, tôi để cái danh sách đây, list đi. Để nó khác cái danh sách phía trên. Được chưa? Sẽ bằng new một cái hash map, new array list. Đấy, trong này nó chứa một cái hash map một cái gì đó, tôi chấm phẩy. Tức là trong này không cần khai báo trước này là được rồi. Được chưa? Rồi bây giờ nè, mỗi phần tử của nó là một cái hash map. Bây giờ tôi sẽ tạo hash map, các bạn nhìn nha. Cái trên có vấn đề nguyên, tôi sẽ có một cái hash map. Đây, string object. Đây, ví dụ như hash map item. Cái này là SV, sinh viên. Sẽ gắn bằng new một cái hash map. Ok. Ở đây tôi sẽ có là hash map sinh viên chấm push dữ liệu vào. Thì khi add dữ liệu vào, tôi add theo key và object. Đầu tiên tôi sẽ để là key, là tôi để là cái ID.
Object của tôi sẽ để là số 1. À, chịu luôn. Số 1 này. Đúng không? Rồi, 2 nè. Hard map sinh viên chấm push. Đầu tiên là name. Cái này tôi để là Tiến Tùng. Đúng không? Rồi, hát cái này thì hát nó sinh viên chấm push. Đấy, hát map nó là collection mà. Tôi tạo một collection. Được không? Cái này là avatar. À, cái này tôi để là r.roybo.c1. Được chưa? Rồi tôi được một collection. Cái này tôi mới đẩy vô release. Release của tôi là list.add. Cái anh hash map này. Đó, xong chưa? Đây là tôi mới được một item thôi. Muốn hai item này. Tôi là new cái nữa, hash map sinh viên gắn bằng new hash map. Đây. Tiếp tục tôi mới put cái đống này tôi copy vô. Ok. Cái này là số 2. Cái này là ví dụ như Ricky. Như này là Trương. Cái này là C2. Tôi được 2 item. Vậy cái này là cách để tôi build cái dữ liệu của tôi bằng cái hash map. Hiểu không? Nhìn nó dài dòng hơn đúng không? Đó. Cái này để tôi để lại để so sánh nhá. Các bạn so sánh nè. Ok. Rồi tiếp. Đây là sau khi tôi build dữ liệu xong. Cái này có layout xong. Bây giờ ta nhìn nè. Ok. Bây giờ nè. Các bạn tạo cái này nè. String. Tức là các bạn lấy cái chuối. Tức là các bạn lấy cái này chính là tên, tuổi, hình ý. Nó chính là mấy cái ID nữa của tôi nè. Được chưa? Tên, hình, tuổi đúng không? Ok. Thì bây giờ tôi sẽ có ID, name, avatar đúng không? Đồng ý không ạ? À, tôi tạo một cái from. Đây, cô tạo đấy nha. Cái này là một cái mảng string from. Từ đâu đổ vô đâu? From to bằng new string. Viết kiểu này cũng được, viết kiểu gì cũng được các bạn. Hoặc là các bạn tạo một cái chuỗi bất kỳ luôn đi. Đây, cái này là ID. Cái này là để name. Cái này để avatar. À, hơi khó hiểu đấy. Rồi, bây giờ to. To là cái gì? Là cái view. Nhìn nào, view nào. Đây, nó là view này. Hình là đổ vào cái này. Đúng không? Bây giờ ID tôi đổ vào cái nào? ID đổ vào đây thì bên này tôi để là to. Tôi đổ vào đâu? In, tại vì sao in? Tại vì ID phải in. Đúng không? To. ID này các bạn. r.id.image text view ID. Tôi map cái ID này vào view này. Thấy chưa? À, anh này anh ngược ngạo vậy đó. r.id.textview tên và cái hình cuối cùng tôi map vào cái hình r.id.imageviewavatar xong. Có đúng không? Có đúng không các bạn? Tôi để đổ nó ba cái view này nè. Xong, bây giờ tiếp nào. Bây giờ tôi mới tạo adapter này, simple adapter bằng cái này div. Cái layout các bạn nè. À, đưa danh sách này, đưa layout vào from to. Nó không cần tạo adapter luôn. À, bây giờ tôi sẽ có simple adapter, nhìn nha. Simple adapter. Adapter sẽ gắn bằng new simple adapter. Đối số thứ nhất là sinh viên adapter. Sinh viên activity.dit. Đối số thứ hai là cái list các bạn ạ. List. Đối số thứ ba là layout r.layout.sinhvienitem. Đối số thứ ba là from, đối số thứ tư là to. Nó vậy á, nó hơi khác vậy đó. Đấy. Sau để list view mới set adapter. List view.set
chưa có list view. Đây, vô đây ta tạo list view. Đúng không? Sảng khoái dễ sợ. Đây. Linear layout. À quên. Linear layout. Orientation vertical, đồng ý không? Rồi, đưa vào cái list view vào đây. List view. Match parent. Tôi viết cái gì ta? Match parent. Này là match parent ID. List view sinh viên. Ok chưa? Rồi nhìn nè. Trong này tôi sẽ tạo cái list view. List view. List view. File đây, các bạn phải add nó file view vào init nha. List view bằng file view by dr.id.list view sinh viên. Ok. Cái này các bạn phải gọi cái init vào đây. Init. Cái này đưa vào init cũng được nè. Thôi được rồi, bây giờ ta có list view chấm set adapter, đưa cái adapter vào. Vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ bỏ qua tạo cái custom adapter trong list view, nhớ không? À, cái gì nó có, à khoan, chưa chạy cái này mà. Tôi chạy cái sinh viên trước. Intent. Đưa vào cái sinh viên activity. Chạy lại nhé. À, ra chưa? Ok, 1, 2, 3. Rồi, ra chưa? 1 nè, 2 nè, Tiến Tùng nè, Trương nè, thấy không? Thấy chưa? Ra Trương nha. Trương phải là ra Rikit nha. Thấy chưa? Mà cái này hoàn toàn dùng cái gì các bạn? Hoàn toàn dùng cái Simple Adapter, mà không phải dùng cái Custom Adapter từ tàu dài dòng. Nhưng cái giá phải trả là gì? Ta phải tàu hard map thôi. Đó, có from to map trực tiếp luôn. Ok chưa? Đó. À, tạm dừng xíu.